Thuyền trưởng Diego Simeone thú nhận không dám xem loạt đá luân lưu đầy cảm xúc của Atletico Madrid loại Inter Milan để lấy vé tứ kết Champions League. Tôi không xem, tôi không thấy tốt khi xem nên quyết định không theo dõi loạt đấu penalty của đội. Chúng tôi luôn gặp khó khăn với những quả phạt đền. Jan Oblak thật tuyệt vời, Diego Simeone thú nhận sau khi Atletico loại Á quân Inter Milan ở loạt đấu cân não. Trong quá khứ, Atletico từng cay đắng để thua Real Madrid ở chung kết Champions League 2016. Vị thuyền trưởng chia sẻ thêm, tôi vừa nhìn hình ảnh các cổ động viên trên TV thật xúc động. Atletico Madrid một lần nữa nằm trong 8 đội mạnh nhất châu Âu, điều đó nói lên rất nhiều về câu lạc bộ. Atletico có chuỗi trận sa sút kể từ thất bại 0-1 Inter Milan ở lượt đi vòng 16 Champions League hôm 20 tháng 2, khi chỉ thắng 1 trong 4 trận, trong đó có trận thua xấu hổ 0-2 Cadiz ở nhóm cầm đèn đỏ. Chúng tôi đã có những đêm buồn, giống như một ngày sau trận đấu với Cadiz, nhưng bên cạnh đó cũng có những khoảnh khắc bùng nổ, gặp Real Madrid ở cúp nhà vua Tây Ban Nha, siêu cúp Tây Ban Nha hay trận đấu tuyệt vời hôm nay, Simeone nói. Atletico Madrid bất lợi sau lượt đi, để Inter Milan dẫn 1-0, gặp thêm khó khăn khi để Federico Di Marco đưa đội khách vượt lên ở phút 33. Tuy nhiên, Antoine Griezmann gỡ hòa cho Atletico Madrid chỉ 2 phút sau đó, trước khi Diego Simeone cho thấy sự thay người lợi hại của mình. Phút 79, vị thuyền trưởng người Argentina tung Memphis Depay vào thay Morata và cựu tiền đạo MU đã lập đại công 8 phút sau đó, đưa trận đấu bước vào hai hiệp phụ khi tổng tỷ số sau hai lượt trận là 2-2. Không bên nào có thêm bàn thắng, chiếc vé tứ kết Champions League của cặp đấu này buộc phải phân định trên chấm luân lưu may rủi. Lautaro Martinez của Inter Milan đưa bóng vọt xà trong quả penalty quyết định, sau khi Jan Oblak cản phá được hai cú sút của Alexis Sanchez và David Klaassen, giúp Atletico Madrid thắng 3-2 ở loạt luân lưu để tiếp tục cuộc phiêu lưu ở sân chơi danh giá nhất châu Âu.